Hello, xin chào tất cả mọi người thân yêu của Sinh nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì tự nhiên sáng cái trời mưa quá trời luôn. Nói chung mà đang bão thì chỗ mình cũng vừa mới đỡ chút. Thì hôm nay thì Sinh muốn dành tặng thêm cho cả nhà thêm một cái món ăn nữa, đó là mình sẽ đi mua những trái bắp tươi ngon về để mà mình tự chế biến và mình làm luôn nha cả nhà. Lúc giờ thì chắc cả nhà cũng đã từng ăn bắp nướng với lại tự nói chung là mình mua là người ta làm thôi. Có một số bạn cũng đã từng ăn và từng tự làm đúng không? Thì hôm nay thì Sinh sẽ gửi tặng đến cả nhà một cái món ăn, đó là bắp nướng. Mình sẽ chét với mỡ hành cho thơm ngon. Bây giờ chúng ta đi lựa bắp về mình nướng nha. Let's go. Đây cả nhà, mình đã mua về rồi đây. Đó, mình đã mua bắp về. Cả nhà ơi, nói chung là mình có một chỗ nữa bán bắp rất là mự, nhưng mà mình sợ nó không ngon bằng loại này với cả nhà. Mình thấy cái này ngon điều nè, nên mình sẽ nướng thử coi nó ngon hay không cả nhà. Mình sẽ mua 6 trái, 5.000 trái. Wow, trái này chín chưa cậu? Nào, trái này chín chưa? Bắp mà chín chưa? Chưa. Rồi bắt đầu, là mình sẽ nhờ mấy đứa con cháu lột ra hai nhà, lột coi cho đẹp ha. Đúng đấy. Lột đi nào. Rồi, mình đã mua về rồi. Bây giờ mình sẽ nhờ mấy đứa con cháu nó lột nó ra để cho bắp nó đều đều, cho đẹp ha cả nhà. Tại vì nghe nói mấy bà chị nói là bắp này ngon lắm nên mình mua. Chứ còn có một chỗ bán nó có bự lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ chờ mấy đứa cháu lột xong rồi đầu mình dùng làm ở hành cả nhà. Chị giờ bác ạ. Chị giờ. Đẹp bao nhiêu? Cho cái này để sáng là làm thuốc. Ủ mai được. Ủa cái này không ăn được hả? Được. Cô đá qua. Bẻ cùi. Cô bẻ cùi. Lộn mấy cái này ra thì bắt được có bẻ cùi nha. Mình cầm để mình nướng thôi là. Ơi cậu cũng cầm. Ơi cho một chát đậu cho. Coi làm lại coi. Lại nãy. Nó thèm cả nhà, cháu thèm thôi không? Dễ thương lắm. Ơi còn dở nha ơi. Lột cho sạch luôn. Lột cho sạch bắp luôn. Không ăn. Ăn vô cái chắc nữa. Lột đi. Lột mà lẽ vậy không à. Cái chai còn to nữa chứ. Đỏ ăn chai ra đi. Sao quở cho sắp ướt rồi. Chạy đây có sao đâu. Trời ơi, dính đồ chơi rồi. Cả nhà thấy bắp đẹp không? Nói chung là mình cũng không biết sao đâu mà nghe mấy bả nói bắp đẹp lắm thì mình mua về vậy thôi. Đó. Mình để cái cùi lại cầm cho dễ cả nhà. Chứ bẻ ra rồi cái ăn khó cầm. Đó. Để ra cầm. Mình sẽ nướng vô cái lò này. Hay bẻ ra cầm. Ở đâu? Hay dính mà. Mình không biết nhìn bắp cả nhà. Nhưng mình thấy nó đều đều ra đẹp nè. Trời ơi. Lột đi. Đây. Sạch đi, lột cái rau sạch đi. Mày phải bỏ mấy cái này vô nha. Mà mày nhầm vô thì nhầm luôn đi. À, xong chưa? Chị. Tao nhầm mày. Chờ chưa chị bố ý. Giống như người yêu không giờ. Người yêu không giờ. Tôi gặp cậu Nguyệt đó.
lột gì được chưa? Được rồi. Lột gì được rồi, lột chúng gì? Nướng cái nó quéo hết trơn à. Sao qua đây rồi, bỏ vô đây. Chúng nướng cái nó héo lòng hết trơn. Đợt cha nhẹ nhẹ thôi, cha mạnh rớt hồn bây giờ. Nhảy cùi nè, cha nhẹ lắm. Nhảy cùi cái khỏi ăn luôn mày. Nhảy cùi ăn được nhưng mà trầm khó. Trầm khó đúng rồi. Lắp đường từ đưa ra đến đưa qua thì 10 ngàn lắm. À, cả nhà bây giờ là mình đang chờ cho than nó chín cái. Nói chung là trời mưa than nó yếu nó hơi ướt ướt cả nhà nên nó hơi lâu một chút. Bây giờ mình sẽ chờ than nó chín xong cái mình đem bắp rồi mình nướng liền luôn ha. Nói chung là đây lần đầu tiên xin tự làm bắp này ăn luôn. Tại lúc giờ mình ăn của người ta mà mình mua mà. Thì những bạn nào mà muốn tự làm thì cũng dễ, các bạn không có khó đâu. Có điều là hơi cực xíu thôi. Sát vô đi, nó vậy đi. Con cắt trái nào cũng vậy. Cái này trái nào cũng vậy à. Con cắt cái gì nữa nha. Bây giờ mình sẽ nướng nha cả nhà, mình nướng mình trong vòng cỡ gần 1 tiếng nha. Mình sẽ nướng trong 1 tiếng thì bắp nó chín. Thay dưa nướng kỹ vô cả nhà cho nó mềm mềm nha. Bắp này cũng dễ chín lắm, cũng dễ làm lắm cả nhà, nếu ai biết làm. Khó nướng kỹ xíu là ngon lắm. Còn con chút nữa mình sẽ làm mỡ hành lên nha mọi người. Hai con mắt nha mọi người. Chút nữa mình sẽ nướng mỡ hành lên. Mọi người đây là hai con mắt nha mọi người. Chút mình sẽ bỏ mỡ hành lên ăn. Các bạn nha các bạn. Rồi chào cả nhà nha. Mọi người ơi, bây giờ mình mới mua than thêm. Giờ mình sẽ bắt đầu lấy thêm than mình bỏ vô nha. Tại vì cả nhà biết sao không? Nhiều khi á mình nướng không đủ than á, cái mình nướng không đủ than á nhà, cái mình lấy thêm than bỏ vô. Nè nè. Chính là bỏ than. Bắp sắp chín rồi nha cả nhà. Mình cùng với mấy đứa cháu mình đang nướng bắp. Nói chung là nó gần chín rồi, mình chịu khó nướng kỹ xíu là bắp nó sẽ ngon lắm cả nhà nha. Đó. Giờ mình gán chờ đây bác cả nhà. Khi mà nó chín xong cái mình sẽ dùng cái mỡ hành đó. Cái mình sẽ chan lên ăn rất là ngon luôn. Lâu lắm rồi thì mình mới ăn lại cái bắp nướng mỡ hành này mà người ta bán cho mình ăn. Thank you.
chiếc kia luôn anh. Mẹ có chai của hành không? Có. Ngon không? Ngon. Thôi. Chai con chim của hành ngon nhất đó. Vậy ta còn đúng xong rồi đi con. Ngon thế nào? Ngon thế nào á? Của mẹ ngon. Đi nhà nhiều. Ngon ra bữa của mẹ của xin kìa. Có ăn này nghe tâm này. Chính này nha. Giờ mình sẽ chét này vô. Giờ anh bắt kìa. Con nhân đúng không? Ừ. Mày cũng nhân. Chế con một. Cả nhà ơi, chế con từ chưa chín. Chế con từ mới chín được con ít à. Thôi cho trái của con cho miếng luôn. Sao vậy cho con ăn? Này con ăn cái của này trước đây. Của con nhân trước đây nha, cho nó ăn cái này. Chút nữa đây rồi mày lấy cái khác. Không. Sao vậy? Trái con đúng nhất. Này 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 Tư ơi, trái này cũng chín rồi Tư, lấy đi Tư. Không. Cái nào? Này trái cái bên kìa. Trái cái bên. Này trái này nè. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô bọc nha cả nhà. Ơi ơi. Không cậu cậu, cũng cần cố ý ngồi lại đi. Rồi. Cái bóng kia kìa. Rồi bỏ lên. Lên. Rồi bây giờ mình cầm lên cả nhà, đó cầm lên vậy thôi. Cô bỏ chưa? Bỏ bọc wow. Đi. Wow. Cho nó hơi nhiều. Wow. Mày chép được luôn. Nhưng mà không? Ngon. Ăn đàng hoàng lại đây. Mời cả nhà nha. Đây, nhỏ cháo nè. Nó không có nóng cả nhà, nó vừa vừa. Ngon không? Ngon. Rồi. Ngon. Có gì nhét cho thêm không chưa? Qua đây. À, cả nhà bây giờ mình còn 4 trái nha. Thì 4 trái này mình sẽ cố gắng nướng làm sao cho nó đẹp, cho nó ngon và cho đều. Rồi sau đó mình sẽ chét cái mỡ hành để mình thưởng thức cùng với cả nhà. Cái trái nãy là cho thằng cháu ăn rất là ngon. Nó nhiệt tình với mình quá thì mình cho nó ăn trước. Nó thiện nít mà, không sao hết trơn, nó đói mà. Thì đối với mình thì bắp này là mình chưa có ăn nhưng mình cảm nhận rất là ngon nha. Mình cảm nhận nhỏ nó ăn ngon lắm. Mềm không? Bắp mềm không? Không. Mình còn đây. Bắp ăn cái gì cả. Nó mềm lắm người nhà, cái hộp của nó mềm nha. Nè. Nó không có cứng cứng nhiều, nó mềm sẵn mà. Nó giòn. Giòn lắm ba cả nhà. Nó giòn lắm. Nó không có mềm, nó không có mềm nhiều. Như nó nóng nóng. Nó giòn không? Giòn ha. Ăn giống như là ăn cơm cháy rồi nha. Rồi bây giờ chín đi nha cả nhà. Nè, cái này chín rồi, bây giờ mình sẽ đem vô chét màn. Chét con nha chứ bạn. Đây mình chét màn đây. Đi ra. Quá hành ít quá cả nhà, chắc mình phải lấy thêm dầu ăn ra mình làm quá. Mình cả nhà nhớ nha, mình chét đồ điệu lên như là cái mình ăn. Ha, à, hồi nãy nhỏ nó ăn dữ quá, nó ăn gần hết luôn. Nó thấy ngon nó ăn gần hết luôn cả nhà. Nói chung là thêm mình nó nướng vậy là ngon rồi nè. Chứ cả nhà mình nướng khét quá nó không có ngon. Yến ơi, canh nó ra đó kìa. Đưa xác cho đứa con, đưa xác vô lửa đi. Chào con. Cái nhà, cái này mình quay xong rồi nha. Đó, thì đây là mình dành cho đứa cháu mình. Cả nhà nhớ là mình nướng vừa vừa thôi nha, đừng nướng kỹ quá nó khét dở lắm. Theo mình như vậy là đã ngon và quá đẹp rồi nè. Nhất là cái mà hành nữa cả nhà. Đó. Rồi. Nè, con lấy về. À, con ăn trước đi, mấy đứa ăn trước đi. Nè. Trời ơi, ngon. Không có nóng đâu. Cà bê.
vừa thôi. Ngon không? Giòn phải không? Giàu quá. Ngon. Ngon lắm cả nhà. Nói chung là rất là tuyệt vời và ngon. Giờ mình còn 3 trái nha cả nhà. Mình còn 3 trái này. 3 trái này mình sẽ làm cho nó ngon lành rồi sau đó cái mình cùng thưởng thức luôn cả nhà. Bây giờ nó được mình ăn. Tại vì mình cho mấy đứa nhỏ ăn trước. Vậy sao không giống dậu? Như vậy là chính cái này nha. Như vậy là chính cái này. Tại vì á chút sao nếu mà theo nếu cả nhà nướng vậy này là nó chính. Tại do mấy đứa nhỏ nãy nó thích ăn giòn. Nên mình ráng nướng cho kỹ cho nó ăn giòn. Bây giờ con sẽ chọn. Chọn đi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình những trái còn lại nha. Ba trái còn lại ngon lắm. Ăn dữ, ăn dữ như chuột đi. Chuột chuột cạp cũng chuột cạp lớn tôi làm như hồ giống cha đó đó. Ba này đâu phải như hồ. Nóng rồi, nóng rồi. Mày cũng nhỏ cho tao một cái lửa mà. Ủa tao thêm trái buộc. Tao thêm trái nữa buộc. Ăn no. Rồi, bye bye. Rất ngon nha mày. Ngon chưa? Ngon. Rồi, giọng cái đồ ăn luôn. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món bắp này cả nhà. Nói chung đây là lần đầu tiên mình tự làm, chứ thường thường mình đã ăn người ta mua rồi. Mời cả nhà nha. Wow. Chúng mình ăn sôi vậy. Dai dai, giòn giòn, ngọt, với lại hơi mặn mặn. Anh nhìn thấy hấp dẫn mà nhà ngon quá. Khi mà các bạn nướng, khi mà mọi người nướng nha, nhớ để cái cù lại cho dễ cầm không? Phải có mỡ hành ăn mới ngon, chứ còn mà nướng ăn không có mỡ hành dễ ạ. Ngon quá cả nhà. Này sao chắc mình luộc quá, sao mình chỉ qua luộc cho mọi người ha. Kiếm bắp bình để mình luộc ăn ngon không?